nhận định kèo Singapore vs Đông Timor, bảng AFF Cup 2020. Nhận định Singapore vs Đông Timor, bảng AFF Cup 2020, 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12. Dự đoán kết quả, tỷ lệ cược Singapore vs Đông Timor chính xác nhất. Vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 14 tháng 12, đội tuyển Singapore sẽ đối đầu Đông Timor trong khuôn khổ bảng AFF Cup 2020. Singapore chạm trạng Đông Timor tối ngày 14 tháng 12. Nhận định Singapore vs Đông Timor. Singapore Singapore đang có những màn trình diễn ấn tượng tại AFF Cup 2020. Lợi thế sân nhà cùng sự chuẩn bị kỹ càng giúp đội bóng đảo quốc sư tử gần như không gặp bất cứ khó khăn nào cả trước và trong giải đấu. Lúc này, đoàn quân của huấn luyện viên Yoshida đang nắm trong tay quyền tự quyết sau khi đánh bại cả hai đối thủ cạnh tranh trực tiếp là Myanmar và Philippines. Và một chiến thắng trước đông Timor là đủ để Yolion chính thức có vé dự vòng bán kết mà không cần quan tâm đến kết quả trận đấu với Thái Lan. Các chơi bóng hiện đại cùng những cầu thủ giàu kỹ thuật giúp cho Singapore dễ dàng kiểm soát thế trận. Ngoài ra, lối tấn công đa dạng, bài bản giúp cho đội bóng của huấn luyện viên Yoshida trở nên đặc biệt nguy hiểm. Điểm yếu của Singapore có lẽ là việc các cầu thủ không có nhiều kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao và tỏ ra lúng túng trong khâu chống phản công. Singapore toàn thắng cả hai trận tại AFF Cup 2020. Đông Timor, bên này sân, Đông Timor được ví như là ngân hàng điểm của các đội bóng tại bản AFF Cup 2020. Minh chứng là Osona Senra thua cả 3 trận đấu, để lọt lưới 11 lần và không ghi được bất cứ bàn thắng nào. Dù thi đấu khá quyết tâm trong mỗi trận đấu, nhưng có vẻ điều này là chưa đủ để thầy trò huấn luyện viên Fabio Masiu có thể sang lớp được khoảng cách về đẳng cấp với những đội bóng khác trong khu vực. Cách chơi bóng thụ động, chậm chạm và không có ý đồ chiến thuật rõ ràng khiến cho đội bóng áo đỏ thường đánh mất thế trận vào tay đối thủ. Dù chơi với số đông cầu thủ ở hàng phòng ngự nhưng cách bố trí không khoa học và mất tập trung ở thời điểm then chốt nên Đông Timor thường phải chịu những bàn thua rất dễ dàng. Ngoài ra, chính cách đá này cũng khiến cho đội bóng của huấn luyện viên Masu bị thiếu hụt nhân sự trong những đợt lên bóng. Mục tiêu kiếm điểm số đầu tiên tại AFF Cup năm nay có vẻ đã quá xa vời đối với Fernandez cùng đồng đội khi họ phải gặp chủ nhà Singapore. Đông Timor đỏ toàn thua tại AFF Cup 2020. Thông tin xung quanh, Đông Timor thua cả năm trận đấu gần nhất. Đây là lần thứ ba Đông Timor được dự AFF Cup. Trong năm trận gần nhất Đông Timor để thủng lưới đến 23 lần và ghi được hai bàn. Singapore toàn thắng tại AFF Cup 2020. Tại AFF Cup 2018, Singapore đã thắng Đông Timor 6-1. Thành tích đối đầu Singapore vs Đông Timor. Phong độ thi đấu Singapore. Phong độ thi đấu Đông Timor. Thông tin lực lượng. Singapore đầy đủ đội hình mạnh nhất. Đông Timor có đủ nhân sự tốt nhất. Đội hình dự kiến. Singapore 433, Sunny, Sukliman Fendi, Baharudin Hamza, Harun Koma Moarifin, Song Uyang, Isan Fendi Jamli. Timoles 343, Castro Pera, Augusto Gianne, Ida, Gia Costa, Soares Yamito, Olegario Yasinva, Gali Walter Mujinho. Dự đoán tỷ số. Singapore 4-0 Đông Timor. Tỷ lệ cược Singapore vs Đông Timor.